Mê tín là hiện tượng tâm lý khá phổ biến ở những nước phương Đông. Chính sự thiếu hiểu biết của người dân mê tín đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội hoạt động. Và từ đây, nhiều hệ lụy khôn lường đã xảy ra. Thậm chí trong nhiều trường hợp, chính lời phán của thầy đã trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người mà hung thủ ra tay lại chính là người thân của họ. Hung thủ trong vụ án hôm nay không những mê tín, hắn còn là một kẻ máu lạnh. Để biết chi tiết về vụ án, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Khoảng 3 giờ sáng ngày 21 tháng 5 năm 2014, cảnh sát huyện Lỗ Sơn, thành phố Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam nhận được cuộc gọi cầu cứu từ thầy phong thủy tên là Trương Phát Khuê để trình báo rằng có người sống trong cùng khu phố tên là Lý Lĩnh Đào, 41 tuổi, đang cầm gạch đập phá cửa nhà mình. Nhưng khi đến hiện trường, cảnh sát không thấy Đào đâu. Đến nhà anh ta tìm thì cũng không có. Đến 4 giờ 10 phút sáng, vừa quay lại đồn thì cảnh sát nhận được cuộc điện thoại. Người gọi tự xưng là Đào, nói rằng muốn đầu thú. Đào khai đã sát hại 8 người trong một gia đình hàng xóm tên là Trương Lưu Doanh, bao gồm cả người già và trẻ em. Khi bị khống chế, Đào đã kể lại mối ân oán khó hóa giải với Doanh từ năm 2012. Năm 2012 được coi là năm tai họa với Đào. Đầu năm đó, anh ta đã đầu tư hơn 100.000 nhân dân tệ để kinh doanh gỗ nhưng đã thua lỗ, thường xuyên bị bố mẹ và chị gái cằn nhằn. Quan hệ gia đình ngày càng căng thẳng. Tiếp đó, ông nội Đào thì vốn luôn khỏe mạnh, bỗng qua đời vì đột quỵ. Tới tháng 9 năm 2012, khi Đào phàn nàn về vận xui gần đây trong lúc uống rượu với bạn bè, một người đề nghị giới thiệu cho anh ta một thầy phong thủy tên là Lưu Minh Cường. Ông Cường được quảng cáo là đại sư phong thủy rất có uy tín trong giới nhà giàu ở Bình Định Sơn. Ai cần mua đất làm nhà, trang trí nội thất hay đặt tên cho con đều nhờ ông ta xem giúp. Đào lập tức đã mời đại sư Cường đến nhà ngay ngày hôm đó. Sau khi dạo quanh nhà Đào vài vòng, ông Cường đã lập tức chỉ ra có sự mất cân bằng và hướng dẫn thay đổi vị trí giường, tủ quần áo. Trước khi rời nhà, ông Cường đã dặn Đào phong thủy chỉ là bổ trợ, về sau anh nên kiên nhẫn, đừng hành động gấp gáp, hòa khí mới có thể sinh tài. Nghe vậy, Đào càng bị thuyết phục hơn. Sau khi được chỉ dẫn, Đào thấy mọi việc suôn sẻ hơn. Ngày tháng đó đã ký được đơn đặt hàng trị giá 120.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, đầu năm 2013, bố mẹ Đào đột ngột gặp tai nạn xe qua đời trên đường đi du lịch. Sau cú sốc đó, nghi ngờ ông Cường là kẻ lừa tiền, Đào đã phàn nàn với người bạn đã giới thiệu trước đó, nhưng người này khẳng định ông Cường là tên tuổi nổi tiếng ở địa phương, được nhiều người chứng thực và đề nghị nhờ ông ta đến xem lại. Nghe lời khuyên, Đào lại mời ông Cường về nhà. Sau vài phút quan sát, ông ta chỉ vào cánh cửa đối diện nhà Đào và nói, vấn đề là ở nhà hàng xóm của anh. Đào nhìn thấy một tấm gương treo trên cửa nhà hàng xóm Trương Lưu Doanh. Ông này 59 tuổi và kinh doanh gạch men. Một tháng trước, ông Doanh sang chơi, thấy có một cái đầu rồng ở góc mái hiên ban công nhà Đào chiếu thẳng về hướng nhà mình. Bèn hỏi có ý nghĩa là gì? Đào trả lời, không có gì cả, để cho đẹp thôi. Nhưng ông Doanh biết, việc gắn đầu rồng trên đó không hề dễ dàng. Hơn nữa, đầu rồng được chạm khắc từ gỗ gụ tốt, chắc chắn không phải là chỉ để cho đẹp. Sau đó, ông Doanh đến thỉnh giáo nhà Trương Phát Khuê, là một đại sư phong thủy nổi tiếng khác ở địa phương. Theo lời ông Khuê, nhà Đào đặt đầu rồng ở đó để hút tài lộc, sẽ gây bất lợi vì có thể hút đi tài vận của gia đình ông Doanh. Vợ chồng ông Doanh biết xưởng gỗ của Đào vừa đóng cửa, chỉ trông chờ vào đầu rồng để đổi vận, nên chắc chắn sẽ không gỡ nó xuống. Vì thế, họ đã nhờ ông Khuê bày cách phá giải, đó là treo một tấm gương trên cửa lớn trước nhà để gặp hung hóa cát. Đào được ông Cường chỉ ra tấm gương phẳng này, dùng để phản chiếu khiến cho đầu rồng mất tác dụng, đồng thời còn tập hợp năng lượng xấu ở nhà hàng xóm và phản chiếu về phía nhà Đào. Để hóa giải điều đó, ông Cường đã gợi ý Đào dùng khăn đỏ treo quả hồ lô lên phía trên cửa nhà, bảo rằng hồ lô vừa có tác dụng tránh tai họa, vừa thu hút được may mắn và tài lộc, vừa là món đồ chuyên trị gương. Tháng 4 năm 2013, Đào đã đi mua hồ lô làm theo đúng hướng dẫn của ông Cường. Không ngờ, quả hồ lô biến mất chỉ trong một ngày sau khi được treo lên. Sau đó, Đào mua thêm 3 quả hồ lô nữa treo trên cửa, nhưng tất cả cũng biến mất nhanh chóng. Đào đoán chính hàng xóm đã làm việc này, nên định âm thầm trả đũa. Anh ta lên kế hoạch đánh cắp gương của nhà ông Doanh, nhưng tấm gương đó
được hàn trực tiếp vào cửa nên không thể tháo ra được. Anh ta bèn lấy súng cao su bắn vỡ gương từ xa, vì sợ dùng búa đập sẽ bị bắt quả tang. Một tuần sau đó, nhà ông Doanh lại thay gương mới, Đào lại bắn vỡ tiếp. Và cho đến cuối tháng 6, Đào đã bắn tổng cộng 4 tấm gương, mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng tệ. Tháng 7, gương trước cửa nhà ông Doanh bị bắn vỡ, nhưng mãi chưa thấy thay mới. Đào cho là đối phương đã dừng lại. Lúc này, Đào hợp tác cùng người khác mở xưởng gia công đá màu, tuyển dụng 6 đến 7 công nhân. Giữa tháng 7, một công nhân vô tình bị máy mài cắt đứt ngón trỏ, yêu cầu ông chủ bồi thường 80.000 nhân dân tệ. Đối tác thì nhanh chân rút lui, đẩy hết trách nhiệm cho Đào, khiến anh ta vừa phải bồi thường tiền, vừa phải đóng cửa xưởng. Thấy mình vẫn xui xẻo, Đào lại gọi cho ông Cường hỏi nguyên do. Ông Cường suy đoán trong nhà ông Doanh có thể đã bố trí phong thủy khác mà họ không nhìn thấy được. Đào tức giận nhưng không làm gì được. Từ Tết Nguyên đán năm 2014, Đào nhận thấy sức khỏe yếu hơn trước, dù đã uống nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng. Anh ta nghi ngờ hàng xóm đã lén bày chiêu trò gì đó. Đầu tháng 5, sau chuyến công tác, Đào bị cảm mãi mà không khỏi, không những thế còn lây bệnh cho vợ con. Vợ anh ta phàn nàn, cứ như chúng ta ấy, có phải có người nguyền rủa sau lưng chúng ta không? Đào đã lập tức nghĩ ngay đến ông Doanh. Trưa ngày 20 tháng 5 năm 2014, Đào cùng chị gái ra ngoài và tình cờ gặp ông Doanh đang dẫn ông Khuê về nhà. Đôi bên đã lời qua tiếng lại rồi xông vào đánh nhau. Chẳng bao lâu sau đó, người nhà đôi bên cũng chạy đến gia nhập vào cuộc chiến. Bên Đào ít người hơn nên dần rơi vào thế yếu, đành chịu trận đòn. Tối hôm đó, cả nhà Đào không buồn ăn uống. Thấy chị nằm khóc, cơn giận trong lòng Đào càng lớn hơn. Anh ta đổ hết những bất hạnh 2 năm qua là do ông Doanh gây ra, cho rằng bản thân có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa. Khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 5, Đào bừng lửa giận, tìm được một thanh sắt làm vũ khí rồi xông vào nhà ông Doanh. Chút giận vào nhà hàng xóm xong, Đào nhớ đến ông Khuê và cho rằng nếu như không phải do ông ta chỉ dẫn, hắn cũng không rơi vào tình cảnh này. Đào muốn trả thù cả nhà ông Khuê nữa, nhưng không thể nào vào được nên đã cầm gạch phá cửa. Ông Khuê kiên quyết không mở cửa, đồng thời báo cảnh sát nên đã tránh được họa sát thân. Tháng 10 năm 2015, với tội danh của mình, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên Đào án tử hình. Tại phiên tòa, Đào hối hận về hành vi của mình. Hắn xin lỗi gia đình và vợ con và xin lỗi gia đình nạn nhân. Phong thủy hay bói toán cũng chỉ là những thứ để chúng ta tham khảo, chứ không nên đặt niềm tin vào nó. Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do tính toán và hiểu biết của mỗi người cộng thêm sự may mắn. Đào vì quá mê tín mà đã gây ra thảm án. Cái giá phải trả là mạng sống của mình và 8 người hàng xóm. Còn 2 ông thầy phong thủy đã gián tiếp góp phần gây ra vụ án thì vẫn sống nhăn răng. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều vụ án tương tự do quá mê tín mà dẫn tới họa sát thân. Mình khuyên các bạn hãy để mọi việc được thuận theo tự nhiên, cố gắng bằng chính sức lực của mình, không nên xem bói hay cầu cúng gì. Thầy phán xong, không được như ý, về lại lo lắng mà hỏng việc. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Nếu đây là lần đầu tiên mình có duyên gặp gỡ, thì đừng tiếc một lượt like, một đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.